VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào quý vị và các bạn. Không biết là mỗi lần đi hát karaoke hay là sử dụng micro, các bạn có bị cái âm thanh tiếng hú này làm cho bị khó chịu sỡ ngáo không ạ? Riêng Vi thì mỗi lần nghe cái tiếng này thì cực kỳ khó chịu luôn. Ngày nay thì có rất nhiều loại mixer được cho là có tích hợp cái tính năng chống hú, nhưng không phải là chiếc mixer nào cũng mang lại hiệu quả thực sự. Và hôm nay VDA sẽ giới thiệu đến quý vị một chiếc mixer được đánh giá là chống hú đến 98%. Nghe con số thôi là đã thấy vô cùng hấp dẫn rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay, ngay bây giờ, Vi xin được giới thiệu đến cho quý vị đó chính là chiếc mixer BF Audio K3000. Với thiết kế hiện đại, mixer BF Audio K3000 Wi-Fi Pro luôn được khách hàng ưu ái hơn so với những dòng sản phẩm tầm giá. Kiểu dáng phẳng, dẹp, nhỏ gọn, tiện lợi di chuyển, bố trí phối ghép tiết kiệm diện tích không gian. Vỏ hợp kim sang trọng, mạnh mẽ, tông màu xám đen hiện đại cá tính. Mặt trước là nút cân chỉnh, màn hình LED và cổng kết nối mic. Mặt sau với đầy đủ các cổng kết nối. Mixer BF Audio K3000 Wi-Fi Pro với đặc điểm vượt trội tạo nên chất lượng tuyệt vời cho một thiết bị xử lý âm thanh. Chúng ta sẽ có 4 đặc điểm, đó là sử dụng công nghệ âm thanh digital, sử dụng bộ xử lý loa độc lập, sử dụng Music 10 Band Equalize, tính năng kết nối với Wi-Fi. Quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Nào ngay bây giờ hãy cùng VDA tìm hiểu kỹ hơn nữa về chiếc mixer này nhé. Mixer BF Audio K3000 Wi-Fi Pro trang bị đến 24bit và 32bit DBS chip phụ. Xử lý nhạc cực nhạy, cụ thể, nhạc rock thì mạnh mẽ kích thích, nhạc dance bóp lửa bắt tai, nhạc trữ tình thì mượt mà sâu lắng. Với bộ xử lý tín hiệu karaoke của mixer âm thanh BF Audio K3000 Wi-Fi Pro có chức năng xử lý loa, từng chức năng một phần độc lập điều chỉnh cụ thể. Với tính năng kết nối Wi-Fi, mixer BF Audio Wi-Fi Pro có thể kết nối không dây với máy tính qua Wi-Fi, rất tiện dụng và hiện đại, cân chỉnh bằng phần mềm chuyên dụng, giao diện phần mềm thân thiện giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Sau đây, VDA xin được đánh giá về ưu nhược điểm của chiếc mixer này để các bạn có thể dễ dàng ghi nhớ, đồng thời là có một cái nhìn chung về sản phẩm này nhé. Về ưu điểm thì chúng ta có rất nhiều ưu điểm, chống hú lên đến 98%, hát karaoke lại có tiếng bè nè, hỗ trợ cho giọng hát yếu, đặc biệt là kết nối Wi-Fi và tải loa xuất một cách vô cùng nhịp nhàng. Nhược điểm thì chỉ có một nhược điểm nhỏ thôi, đó là phải cân chỉnh bằng máy tính nên đôi khi là hơi phức tạp. Nhưng theo Vi nghĩ là nếu bạn là người thực sự yêu thích âm nhạc thì cái nhược điểm nho nhỏ này đâu có là vấn đề gì đâu đúng không ạ? Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh chân đến với VDA để được trải nghiệm và khám phá chiếc mixer BF Audio K3000 Wi-Fi Pro này nhé. Tại đây bạn sẽ nhận được một mức giá ưu đãi chỉ 8.500.000 đồng mà thôi. Và đừng quên subscribe cho kênh YouTube của VDA để được theo dõi tiếp theo những sản phẩm nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.